Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, lúc vui lúc buồn, lúc sướng lúc khổ thay đổi không ngừng. Và cuộc đời của chúng mỗi người chúng ta như là chiếc thuyền trôi trên dòng sông đời, có nhiều đoạn khúc khác nhau. Lúc thì êm đềm, bình an, có lúc lượn quanh những chòm đá có vẻ cũng thơ mộng, hoặc trôi qua những đoạn thác gập ghềnh, đau khổ, nhưng cũng có lúc chảy dồn ren xiết như là ở dưới trời mưa bão. Suy gẫm đến đây, tôi nhớ mình đã từng xem một đoạn phim, cảnh làm tôi khắc sâu mãi trong tâm trí của mình. Đó là cảnh một gia đình hai vợ chồng, hai đứa con đi du lịch mạo hiểm trên sông. Hôm đó không may, người hướng dẫn viên qua một cuộc trao đổi với vợ bằng điện thoại, anh tranh cãi rất lớn, to tiếng với vợ qua điện thoại, và sau đó bất chợt anh ném chiếc điện thoại xuống dòng sông. Một lúc cố giữ bình tĩnh, anh tiếp tục công việc hướng dẫn viên của mình. Người mẹ của hai đứa bé nhìn chồng có vẻ nghi ngại và muốn bỏ cuộc ra về, nhưng người bố an ủi. Sau khi cầu nguyện ít phút, gia đình bốn người ôm lấy nhau cầu nguyện trông có vẻ rất là thánh thiện. Mỗi người sau đó được trao cho một cái mái chèo và họ xuống thuyền để lên đường. Cả gia đình cùng nhau vừa hát vừa chèo trông hạnh phúc. Riêng anh hướng dẫn viên thì mặt hầm hầm vẫn bực tức bởi đang chuyện cũ chưa tan. Anh hầu như không tham gia với mọi người trên thuyền, dẫu anh là người hướng dẫn cả đoàn. Và anh không bao giờ nghĩ đến chuyện gia đình ấy cầu nguyện đang giúp đỡ anh. Anh không hợp tác. Đến đoạn nước chảy xiết, người bố nhìn quanh và có vẻ nghi ngờ, lớn tiếng la lên với đứa con của mình, chuẩn bị cho con cái nhảy khỏi thuyền để hòng thoát thân bơi vào bờ. Sau một hồi chật vật, mọi người tán loạn khắp nơi, thế nhưng mà họ lên bờ tìm nhau và gặp lại đủ trọn bốn người trong gia đình. Họ nhìn quanh mãi không thấy chiếc thuyền. Tất nhiên là người hướng dẫn viên và chiếc thuyền đã rơi xuống vực thẳm của dòng thác. Thưa anh chị em, hôm nay Chúa nói với mọi người chúng ta rằng, nếu các con yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Giữ lời Thầy tức là yêu mến và hằng suy gẫm lời mà Thầy truyền dạy, đồng thời tìm cách sống thực thi những lời đó. Lời ấy làm lương thực cho họ và làm nguồn vui trong cuộc sống của họ. Nhờ thế, lời ấy giúp họ luôn tỉnh táo và ứng xử thật nhanh, thật đúng lúc trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Cho nên anh chị em thấy đó, ai mà siêng năng đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa đó, họ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh. Còn ai không bao giờ đọc Kinh Thánh, không suy gẫm, thì gặp những thử thách gian nan, họ hành xử một cách bộc chộc và thường thì sai hơn là đúng, để cho đau khổ muộn phiền lấp đầy tâm hồn chúng ta. Có đủ mọi thứ mà một thứ không có đó là Chúa. Ta dễ tìm những thú vui khác để lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn, nào là mua sắm, nào là ngồi ấy rồi đổ lỗi cho người khác, tìm khoái lạc thể xác, những thứ thuốc an thần hút chích. Ngoài Chúa, thưa anh chị em, ta tìm lỗi thoát. Vâng, mỗi người chúng ta cũng nhờ khả năng của mình tìm lỗi thoát, nhưng càng có giải pháp ngoài Chúa, không có Chúa, không hướng dẫn bởi Chúa, ta lại đi sâu vào trong ngõ cụt của chết chóc, chồng chất. Ngoài Chúa, ta vẫn cứ hoài miệt mỏi với những cố gắng tự thân,
rồi cuối cùng là buông thả. Ngoài Chúa ta đi tìm lời an ủi, khích lệ, vâng, từ người xung quanh. Nhưng gặp người tốt thì gặp được những lời an ủi, nhưng gặp người xấu lại tiếp tục nghe những lời gièm pha chỉ trích và chỉ thêm lời chế giễu, bôi nhọ xem thường. Chết lại càng chết. Ta rút mình vào vỏ ốc sau khi không còn tin tưởng ai bên cạnh, cũng là con đường dẫn ta đến trầm cảm, tự kỷ hay tìm đến những chất kích thích, hút trích, hư hại cuộc đời. Nhiều điều xảy ra trong đời ta nguyên nhân từ việc ta nuôi cái tôi của mình, mỗi ngày làm cho nó lớn lên, cho nó ăn bởi những lời gièm pha và không tốt, lời nói không tốt bởi những người xung quanh. Dẫn đến, thưa anh chị em, tự ta xem mình là trọng tâm, quan trọng hơn người khác, luôn hình dung, đặt điều, suy diễn những điều không thực sự diễn ra, không có, không hiện hữu. Giống như một người hay ghen tuông, lúc nào cũng tưởng tượng người đời của mình, vợ mình, chồng mình luôn tìm cách phản bội mình, với những cảnh tượng ghê gớm khoét sâu, ăn lẫn trong tâm hồn của mình, làm cho chúng ta dễ đau đớn và sinh bệnh. Một vị thánh nói rằng không ai có thể làm mình tổn thương, đau khổ nếu mình không tự gây ra cho mình. Nguyên nhân đau khổ là do chính mình gây ra bởi chính cái tôi ích kỷ của mình. Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn: người khôn xây nhà trên đá, kẻ dại xây nhà trên cát. Thật vậy, người dại xây nhà mình trên những điều bấp bênh, nhẹ dạ, đồi bại, giận hờn, thù ghét, vong thân, sẽ lãnh lấy hậu quả. Những điều đấy nó đâu có vững vàng, nó sập đổ, nó giống như bùn non vậy, làm cho cuộc đời chúng ta đổ vỡ. Ngay cả việc tự tách mình quá đáng, tự trách mình quá đáng, cũng cần tiếp cận với việc biết tha thứ mình để đứng dậy làm lại những gì mới mẻ hơn, tốt lành hơn. Thưa anh chị em, nếu cứ nghiền ngẫm và nghe dư luận phê phán mình thì chẳng bao giờ ta ra khỏi sự phiền muộn, khổ đau. Nhưng đến với Chúa, nghe lời Ngài, chúng ta toàn thấy những lời an ủi, bởi Chúa lòng thương xót, Chúa chậm giận, chậm bất bình nhưng hết mực yêu thương. Chúa là người hay quên nữa. Anh chị em phạm tội ngay bây giờ, nhưng chúng ta xà vào Ngài, ôm lấy Ngài, mến Ngài, hôn lấy hôn để Ngài, Ngài quên hết tất cả tội lỗi của chúng ta. Những người khôn xây nhà trên đá là ế, tức là lấy lời Chúa với tấm lòng yêu mến lời ấy thì luôn tìm được hướng dẫn và an ủi nhiều lắm, nhờ tấm lòng yêu mến và tuân giữ lời một cách triệt để. Bởi lời Chúa mang lại sự sống, lời Chúa biến đổi, lời Chúa làm lành lại những chỗ đau trong tâm hồn của chúng ta. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Gióp, là một người vững mạnh giữa những đau khổ tự nhiên kéo đến, chẳng ai gây ra, và cũng chẳng phải chịu đau khổ từ những lời gièm pha xung quanh. Ông ý thức bản thân mình có đó rồi lại mất đi. Ông nghiệm thấy điều Chúa ban cho rồi Chúa lấy lại, tùy thuộc vào Chúa. Lòng trông cậy của ông có một điều rất đặc biệt, đó là kinh nghiệm Thiên Chúa giữa đau khổ của mình. Trước khi con chỉ biết người ta qua lời nói lại, bây giờ chính mắt con chứng kiến. Vì thế điều con nói ra con xin rút lại. Anh chị em hiểu điều đó, là trước đó ông hay trách Chúa, nhưng bây giờ ông hiểu Chúa rồi. Ông hiểu Chúa là tình yêu, lời của Ngài mang lại sự sống, cho nên ông hối lỗi ăn năn, không bao giờ trách phiền Chúa nữa. Ông nhận ra mình chỉ là cát bụi, không thể ngang hàng, để rồi
láo tranh luận với Chúa. Tất cả đều do sự tốt lành của Chúa. Người thử thách ta để ta được lớn lên trong mình, làm người cho ra người. Cộng đoàn thân mến, ý thức việc Chúa sống trong tôi như Thánh Phaolô biểu hiện trong đời sống của chính Ngài. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, đau khổ, bắt bớ, đói khát, trần truồng, hiểm nguy, gươm giáo? Và nếu như Ngài sống trong thời đại chúng ta bây giờ, Ngài sẽ nói kể cả virus corona nữa, làm sao có thể tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa được? Bởi như đã viết, vì người chúng tôi bị sát hại, sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát, nhưng trên các điều ấy hết thảy chúng ta toàn thắng nhờ đấng yêu mến chúng ta. Với một em bé bị kém trí óc, mẹ dạy cho em nói mỗi lần trong ngày cầu nguyện với Chúa. Người mẹ nói với con của mình: con khi nào con nhớ đến Chúa, hay con nhìn thấy thánh giá, hay là con nhìn bất cứ điều gì, con hãy nói rằng lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Vậy thôi, đơn giản vậy. Em bé cũng nghe lời mẹ, nhưng mà đầu óc có đâu, cho nên quên. Mỗi nhiều khi ở gần mẹ có thể chạy lại mẹ để hỏi lại, nhưng mà khi mẹ đi làm xa vắng thì chính em không biết nói làm sao, nhưng mà biết là vâng lời mẹ và đến nói với Chúa rằng: Chúa ơi, tao yêu mến mày, mày cũng yêu mến tao nhé. Anh chị em thân mến, Chúa có tức không? Chúa có buồn không? Không. Có lẽ Chúa yêu mến hơn cả những người coi mình là khôn ngoan, thông minh hơn người. Thế nhưng mà không bao giờ có được một lời tin tưởng vào Chúa, lạy Chúa con yêu mến Chúa, hay lạy Chúa con tín thác vào Chúa. Thua, thua em bé thiếu trí não ấy. Dẫu em nói rằng: Chúa ơi, tao yêu mến mày, mày yêu mến tao, Chúa cũng nói bằng: tao cũng yêu mến mày lắm. Người hiểu rằng Chúa vẫn luôn sống ở bên ta như một người bạn thân thiết, và luôn trợ giúp ta mọi mặt trên đường đời, thì lời nói dẫu mỹ miều nhưng tâm hồn không chân thành thì hiệu quả vẫn không có. Nhưng lời nói đơn sơ có khi nói sai, thế nhưng mà trái tim luôn hướng về Chúa Giêsu thì ánh mắt yêu thương của Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta luôn cầu xin Chúa, đặc biệt trong lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta, nếu chúng ta yêu mến giữ lời của Chúa thì Chúa sẽ ban, Chúa hứa ban cho chúng ta Thánh Thần của Ngài. Thánh Thần đến để làm mới, để canh tân, đặc biệt luôn giúp anh chị em chúng ta vững tin, dẫu chúng ta đang ở trong trận đại dịch thế nào đi nữa, nhưng chúng ta biết chắc rằng Thánh Thần luôn bênh đỡ, chở che ở trong ta, bên ta mọi giây phút trong cuộc đời. Amen.